Xin chào tất cả mọi người ạ. Hôm nay em có một ít hàng đồ nghề, em quay video giới thiệu cho tất cả các anh các chú. Ai có nhu cầu mua hàng thì alo cho em nhé. Số điện thoại chốt đơn hàng là 0975 275 636. Em sẽ ghi số điện thoại này ở dưới phần mô tả video nhé. Mọi người để ý theo dõi ạ. Mọi người lưu ý hộ em này, mỗi số thứ tự và giá tiền em có dán hết trên từng sản phẩm rồi. Mọi người vui lòng chốt, gọi điện này, nhắn tin. Chốt hàng thì nhắn cho em theo mã sản phẩm, trên mã số trên sản phẩm nhá. Còn giá tiền thì là giá niêm yết trên mỗi sản phẩm rồi. Giá tiền là chưa bao gồm phí vận chuyển. Mọi người mua hàng tùy từng đơn nặng của cân hàng, gói hàng mà bưu điện sẽ tự tính tiền ship nhá. Vì nó có nhiều đồ linh tinh này, em cũng không nhớ được hết các cái giá tiền trên mỗi sản phẩm đâu, nên mọi người vui lòng xem ký hiệu em và không hỏi lại giá tiền nhá. Tại vì nhiều đồ lắm em không thể nhớ hết từng mã bao nhiêu, mã số bao nhiêu tiền được ạ. Rồi bây giờ em sẽ quay chi tiết vào sản phẩm ạ. Đầu tiên là mã số 1 nhá. Mã số 1 ạ. Một cái kìm điện mã số 1. Lưỡi không sứt mẻ gì nhá. Da ban này. Có chữ da ban ở đây này. Mọi người không biết trên video có nhìn thấy không ạ. Đây là mã số 1 này. Còn nguyên tay bọc bảo vệ chỗ này nó hơi chầy một tí nhá. Đây là mã số 1 50k nhá. 50k mã số 1 kìm điện số 1 này. Mã kìm điện số 1 50k nhá. Mọi người cứ chốt cho em theo mã số trên này, như mọi người mua số 1 thì ghi là mã số 1, tên, địa chỉ, số điện thoại nhá. Tên và địa chỉ mọi người nhắn tin nhá. Địa chỉ càng rõ ràng thì hàng gửi nó dễ nhá. Đây là mã số 1 50k này. Mã số 2. Mã số 2. Chiều dài của nó là 23 cm này. Còn phần kẹp của nó là được 5 phân rưỡi, 5,5 cm nhá. 5,5 cm, kẹp được 5,5 cm, còn tổng chiều dài của nó là 23 cm. Mã số 2 là 200k nhá. Da ban này. Đó. Đây là mã số 2, mã số 2 200k. Mã số 3, mã số 3 tổng chiều dài là 280 mm này. Đấy, tức là 28 cm nhá. Đến đo cái phần kẹp của nó. Kẹp được 7 cm này. Kẹp được 7 cm nhá. Đây là mã số 3. Mã số 3 tổng chiều dài 28 cm. Phần kẹp này của nó là được 7 cm. Mã số 3 250k. Đây là mã số 3 này. Mã số 4. Mã số 4 là 30k. Chiều dài 27 cm này. Một đầu nhổ đinh đây, một đầu nhổ đinh đây nhá. Còn đẹp không sứt mẻ này. Đây là mã số 4 30k nhá. Dài 27 cm ạ. Mã số 5. Đây mã số 5 đây. Mã số 5 150k nhá. Để mọi người kẹp vào đây để rút lên này. Đây là mã số 5 này. Mã số 5 là 150k. Kẹp được 10 cm này. Đấy, mọi người có nhìn thấy không ạ? 10 cm nhá. Đây là mã số 5 này, mã số 5 150k, kẹp 10 cm nhá. Mã số 6. Mã số 6 nó giống số 5 nhá. 150k. 150k mã số 6. Mã số 6 150k này, cũng kẹp 10 cm. Mã số 7. Mã số 7 này. Mấy mã này đang giống nhau nhá, đều kẹp 10 cm hết. 150k mã số 7. 150k mã số 7. Đấy. Mã số 8. Mã số 8 150k, giá chưa bao gồm phí vận chuyển. Mọi người mua hàng tùy đơn nặng, cân hàng, bưu điện họ sẽ tự tính tiền ship nha. Mọi người lưu ý hộ em này, giá tiền của em là chưa có phí vận chuyển đâu ạ. Đây là mã số 8. Mã số 8 150k.
mã số 9. Mã số 9 này, mã số 9 100k nhá. Tổng chiều dài của nó là 28 cm, mã số 9 này, 100k mã số 9. Mã số 10. Mã số 10 một cây xẻng nhỏ này, một cây xẻng nhỏ làm vườn, mã số 10 50k nhá. 50k mã số 10 này. Mã số 10 50k. Số 11. Số 11 150k. Chiều dài của cây xẻng này nó là 28 cm ạ. Đây, cái phần cán của nó có phần tạo ren này, chứ là nó có cái phần tay cầm dài nữa, nhưng mà nó bị mất rồi, nó chỉ có như này thôi nhá. Đây là mã số 11 này. Mã số 11. Mã số 11 150k này. Cái này mọi người phải vặn cái này vào thì nó mới chặt, thì mới để như này thành cái cuốc được. Trong này có phần ống tạo ren này để có cái tay dài lại, nhưng bị mất rồi nhá. Nó chỉ còn như này thôi ạ. Đây là mã số 11. Mã số 11 150k này. 150k mã số 11. Số 12. Số 12 một cái kéo cắt cành nhỏ, cắt cây nhỏ. Mã số 12 50k nhá. Lưới không sứt mẻ gì nhá. Lưới không sứt mẻ gì này, còn nguyên. May là mã số 12, mã số 12 50k. Mã số 13. Mã số 13 70k, cái này không biết gọi là cái gì. Chiều dài phần thân của nó này là 28 cm này. Mã số 13 70k nhá. 70k mã số 13 này. Mã số 13 70k. Đó, cái này mọi người biết làm gì thì mọi người mua nhá. Số 14. Mã số 14, cái này không biết gọi là cái, không biết làm cái gì đâu. Mọi người canh ạ. Mã số 14. Đang có 5 mã này, 5 mã này giống nhau nhá. Mã số 14 này, 70k một chiếc, cắt ống nhựa nhá. Này nó được 3 cm này. Được 3 cm nhá. Đường kính trong nó được 30mm đấy ạ, 3 cm. Mã số 14, mã số 14 là 70k nhá. Mã số 14 70k này. Mã số 15. Số 15 cái đường kính của nó nhỏ hơn. Mã số 15. Cái đường kính trong này của nó là được 25mm này. Mã số 15. Đường kính trong cắt của nó được 25mm nhá. Mã số 15 là 70k. Mã số 16. Mã số 16 giống mã số 15 này. Đường kính trong là 25mm. Mã số 16 70k nhá. Mã số 17. Mã số 17. Mã số 17 này, đường kính trong của nó là được 25mm. 25mm nhá. Mã số 17 là 70k. Mã số 18. Mã số 18 đường kính trong này của nó là được 30mm nhá. Mã số 18 là 70k này. 70k mã số 18 nhá. Rồi tiếp theo là mã số 19 nè. Đây mã số 19 này. Mã số 19. Mã số 19 này. 70k nhá. Cái này phần này là giống dao rạch giấy này, dao rạch giấy này mọi người lắp vào đây nhá. Đây là mã số 19, mã số 19 là 70k nhá. 70k mã số 19 này. Mã số 20. Đó. Cái này giống như con dao dọc giấy mọi người lắp vào đây là được dùng được nhá. Đây là mã số 20, mã số 20 là 70k nhá. Đây, mã số 20 này, 70k mã số 20. Mã số 21. Một cái cắt ống. Một cái cắt ống này, da ban nhá, loại nhỏ. Đây này loại nhỏ nhá. Chiều dài của nó là 20 cm. Chiều dài là tổng chiều dài của nó là 20 cm nhá. Đây là mã số 21. Mã số 21 là 70k này. Có chữ da ban ở đây này, mọi người nhìn thấy không ạ? Da ban nhá. Mã số 21 là 70k.
Tiếp theo mã số 22. Mã số 22 này 50k này. Tổng chiều dài 23 cm. Da ban nhá, da ban này. Cái này là lục giác 6 này, lục giác 6 nhá. Số nó trên này này. Đây, chữ da ban nó cũng in trên này luôn. Đây là lục giác 6 này. Da ban mã số 22. Tổng chiều dài 23 cm, mã số 22 là 50k. 50k mã số 22. Mã số 23. Đây là mã số 23. Mã số 23 70k này. 70k mã số 23 nhá. Mã số 23 70k. Mã số 24. Mã số 24 là 170k này. Mã số 24 170k nhá. Đấy, còn đẹp lắm ạ. Đây là mã số 24 nhá, mã số 24 này. 170k nhá. Mã số 25. Mã số 25 50k này. Cái này còn rất là mới đẹp. Răng cưa nhá, đó là răng cưa đấy. Mã số 25, mã số 25 50k này. 50k mã số 25. Mã số 26. Mã số 26 một cây búa. Một cây búa mã số 26 50k nhá. Hai đầu nó đầu phẳng này. Cán gỗ dài mã số 26 50k. Mã số 26 50k. Mã số 27. Đây là mã số 27 này. Bộ khẩu nhá. Bộ khẩu mã số 27. 250k. Cùng có một cái chuôi này. Và mấy đầu đây? 2 4 6 8 10 11. Bộ số 27 là 250k gồm 12 món nhá. Là một cái đầu mở này và đây. 11 đầu này nữa là 12 món nhá. Em xem số nhá. Cái này là 7mm này. 7mm này, 8mm này. 11mm này. Cái này nó ghi là 1/2, không biết là to rồi. Cái này nó là 13 này, không biết em đọc có đúng không? 13 này. 13mm nhá. 14mm này. 12mm này. Cái này là 17 này. 17mm nhé. Đây là 21. 21 này, đầu 21 này. Một cái đầu 21 nữa. Hai đầu 21. Đây là mã số 27, mã số 27 đây. Cùng 12 món như này là mã số 27 là mã số 27 tất cả gồm 12 món nhá là 250k này. Mã số 27. Tiếp theo mã số 28. Mã số 28 đây. Mã số 28 là 450k nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Mã số 28 là gồm 11 món này. Người dùng cái nào người lắp cái đấy vào là được. Đây, em đọc cả cái đầu của nó nhá. 9 này, đầu này đầu 9. Đầu này là 11 này. Lục giác 11 này. Cái đầu này là bao nhiêu đây? Cái này nó không có số, không to. Cái này nó là 17. 17 này.
26 này. 26 này. hai mươi 23 đây này, cái đầu nối đấy. Đây là mã số 28 nhá. Mã số 28 450k. Mã số 28 450k một bộ như này nhá. Đây, cái này còn sót lại đúng không? Mã số 31 này. Kẹp 10 nhá, kẹp 10 cm. Kẹp 10 cm mã số 21. 31. Mã số 31 kẹp 10 cm này. Giá là 150k nhá. Có 31 mã số mặt hàng này. Mọi người mua lòng, mọi người mua hàng thì nhắn cho em theo cái nhắn tin hoặc alo cho em chốt theo cái mã số thứ tự trên mỗi sản phẩm nhá. Rồi em xin kết thúc video tại đây ạ. Hẹn tất cả các anh các chú ở những video tiếp theo. Mọi người nhớ ấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông biểu tượng chuông báo để luôn theo dõi được những video mới nhất bên em đăng lên nhá. Rồi em xin chào tất cả mọi người ạ.